Trái cây ác quỷ là thứ làm nên thương hiệu của One Piece. Ai sở hữu loại năng lực càng mạnh thì càng có địa vị cao. Nhưng đến nửa sau của bộ truyện, một thứ sức mạnh được cho là khắc tinh của trái quỷ xuất hiện và trở thành thứ vũ khí quyết định cho ai muốn trở thành bá chủ. Nó chính là Haki. Haki có 3 loại quan sát, vũ trang và bá vương. Mỗi loại còn có những cấp độ khác nhau tùy thuộc vào thiên phú và rèn luyện của người sử dụng. Nếu làm chủ hết được những thứ kể trên, có thể đứng trên đỉnh cao của nhân loại, làm bá chủ một vùng rộng lớn và là một trong số những kẻ mà ai nghe thấy cũng phải sợ vỡ mật. Đó là các tứ hoàng và vua hải tặc. Và những nhân vật chính mà chúng ta sẽ cùng bàn luận trong nội dung tiêu đề video hôm nay là hai con người. Một người là một trong số các hải tặc hùng mạnh nhất thế giới, tứ hoàng độc cô cầu bại xanh tóc đỏ, và người kia là thần thoại trong lịch sử thế kỷ chống, hải tặc đầu tiên Joy Boy. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu cho luận điểm rằng Haki của Joy Boy có thật là mạnh hơn xanh tóc đỏ hay không nhé. Trước khi đi vào nội dung video, hãy ủng hộ bọn mình bằng một subscribe và một like. Đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở dưới phần bình luận. Còn bây giờ hãy đi vào chi tiết thôi nào. Trước tiên hãy kể lại về tiểu sử của hai nhân vật. Xanh tóc đỏ là một trẻ mồ côi được băng Roger tìm thấy trong số kho báu chiến lợi phẩm chiếm được sau biến cố God Valley. Họ đã nhận nuôi cậu ấy thành một hải tặc tập sự trên thuyền, từ nhỏ được theo Roger đi chu du khắp bốn bể và chiến đấu với vô số đối thủ sừng sỏ, cho nên Xanh khắc ghi trong tâm trí mình rằng Goldie Roger là một người cha, một thần tượng và là mục tiêu để mình hướng đến. Roger không cần đến trái quỷ mà dựa vào Haki bá vương để đi đến đỉnh cao của sự nghiệp. Xanh cũng học theo ông ta nên không muốn dựa vào thứ năng lực bị nguyền rủa kia, dù rằng anh ta đã có cơ hội để ăn nó. Anh ta tập trung rèn luyện Haki của mình thật mạnh mẽ, thậm chí đến tên chiêu thức cũng lấy theo chiêu của Roger. Cho đến thời điểm hiện tại, sau khi thế hệ cũ đã không còn, có thể khẳng định Xanh là tứ hoàng có Haki mạnh hơn tất cả các tứ hoàng còn lại. Tất cả đều được kiểm chứng qua việc anh ta đánh tay đôi ngang ngửa với râu trắng, đấu bất phân thắng bại với Dracula Mihawk, chặn đứng cú đấm mắc ma của Akainu, đẩy lui hai đô đốc Kizaru và Fujitora, uy hiếp đô đốc bỏ lục Amaraki, kết liễu tân binh 3 tỷ Belly chỉ trong vài giây. Với Joy Boy thì khác, ông ta chỉ được biết đến qua những lời truyền miệng của những ghi chép lịch sử về thế kỷ chống hay những gia tộc từng có quen biết sâu sắc với ông ta, nhưng hầu hết đều không có đề cập đến sức mạnh. Người xem chỉ biết đến rõ hơn qua lời kể của Vegapunk là hải tặc đầu tiên trong lịch sử, người sở hữu năng lực của Thái Dương Thần Nika trước Luffy và đã lãnh đạo vương quốc cổ đại chống lại liên minh 20 quốc gia trong thế kỷ chống. Sức mạnh của Joy Boy chỉ vừa mới được biết đến trong chương 1122, khi khổng lồ sắt MS mở phong ấn Haki bá vương mà ông ta đã truyền vào 800 năm về trước. Thứ Haki đã đủ mạnh đến mức làm cho tứ lão tinh quay trở lại dạng người, khiến cho Imu ở tận thánh địa phải hét lên trong sợ hãi, đánh ngất hết toàn bộ đạm đội hải quân từ binh lính đến các phó đô đốc. Vậy thì nói đến đây chúng ta đã biết Haki của ai mạnh hơn chưa? Theo ý kiến của riêng cá nhân mình thì sẽ khẳng định là Haki của Joy Boy mạnh hơn Xanh. Và mình muốn chứng minh luận điểm của mình là đúng như sau. Thứ nhất, Dory và Rocky cũng khẳng định điều đó. Sau khi chứng kiến cảnh tượng hoành tráng đó, cũng như từng là băng hải tặc liên minh với tóc đỏ, đã từng nhìn thấy Haki của Xanh, họ có đủ khả năng để phán đoán Haki của ai mạnh hơn. Tuy nhiên cũng có bản dịch khác lại không nói như thế mà chỉ đưa ra câu hỏi liệu thứ Haki đó có mạnh hơn tóc đỏ hay không thôi. Điều này làm cho cộng đồng fan hâm mộ của tóc đỏ có lý do để bảo vệ cho thần tượng của mình. Ai cũng biết ngoài nhân vật chính thì Xanh sở hữu một lượng fan hâm mộ vô cùng đông đảo trên khắp thế giới. Tiếp tục, nếu bằng chứng thứ nhất chưa đủ thuyết phục thì hãy đến với cái thứ hai. Đó là về cường độ của nó. Ai cũng biết, Haki bá vương khi phát ra sẽ làm cho những kẻ không có Haki hay Haki yếu sẽ sùi bập mép rồi bất tỉnh nhân sự. Chỉ có những kẻ nắm vững được Haki mới có thể chống chọi lại được thôi. Với Xanh, ta được thấy 3 lần anh ta phát ra làn sóng Haki bá vương. Một lần là khi đến gặp Râu Trắng, anh ta đã đánh ngất gần hết thuyền viên trên tàu Bomedic. Lần thứ hai là trong bộ phim One Piece Red khi chiến đấu với hải quân. Và lần thứ ba là lúc ở ngoài khơi Wano. Nhưng hãy lưu ý những chi tiết sau. Haki của Xanh chỉ đánh ngất lũ lâu la hải tặc trên tàu của Râu Trắng, trong khi đó những hải tặc lâu năm vẫn chống lại được. Còn trong phim One Piece Red, bọn lính hải quân đều gục hết. Ngoài hai đô đốc kháng lại được thì còn có phó đô đốc Momonga. Tuy không chống cự nổi nhưng hắn vẫn rất tỉnh táo. Nếu so sánh với vụ nổ Haki từ Joy Boy thì sao? Nó đã làm tê liệt toàn bộ cả hạm đội hải quân gồm 30.000 lính cộng với cả 9 phó đô đốc. Điều này được xác minh bởi người khổng lồ trong chương 1123, nên đừng ai bảo mình nói láo. Nói rõ hơn là phó đô đốc đều là các cao thủ nắm vững Haki vũ trang và quan sát. Thực lực của họ đủ đối kháng với các đội trưởng trong một băng tứ hoàng. Nhưng Haki của Joy Boy mạnh tới mức đánh ngất hết được bọn chúng. Kẻ duy nhất còn trụ lại chỉ có một mình đô đốc Kizaru. Dĩ nhiên là bao gồm luôn cả việc hóa giải năng lực trái quỷ của tử lâu tinh. Nên nhớ kỹ là bốn tên này đều là cao thủ Haki bá vương. Muốn dùng Haki bá vương để phá Haki bá vương thì bắt buộc phải cao cấp hơn, mạnh hơn chúng gấp nhiều lần. Nói đến đây đủ biết ai mạnh hơn ai rồi đúng không các bạn? Nếu mấy bằng chứng trên còn chưa đủ thuyết phục thì mình sẽ đưa ra thêm một cái thứ ba cho các bạn tâm phục khẩu phục. Thứ đó chính là đặc tính chọn lọc. Rồi bây giờ xem lại về lần Xanh phát wifi Haki ở gần Wano đi nhé. Anh em thấy gì không nào? Haki của anh ta quá mạnh đến mức hết thảy bọn tập sự trong băng mình ngất theo hết. Còn đấy hết. Chương 1123, tất cả kẻ địch đều gục hết. Nhưng sao những người trên tàu mũ rơm và khổng lồ đều bình yên vô sự? Người khổng lồ dù mạnh hơn người bình thường, nhưng ở gần thứ Haki mạnh đến thế cũng khó mà chống lại được. Chưa kể thành viên băng mũ rơm cũng nhiều người còn không biết Haki. Chính Dory còn cảm nhận thấy thứ Haki này không hề có tính thù địch. Kết luận ra rằng Haki của Joy Boy còn biết chọn lọc ra đâu là địch, đâu là bạn. Bởi thứ năng lực vừa mạnh vừa độc nhất vô nhị như thế từ đầu chuyện đến giờ chưa ai có được. Bởi vậy một lần nữa theo suy luận cá nhân của mình thì nếu Xanh là top 1 server phạm nhân thì Joy Boy phải ở cấp thần.
Nếu lấy những manga khác để làm ví dụ thì trong Naruto, nếu xanh là Hashirama, thì Joy Boy là Otsutsuki. Trong Dragon Ball, nếu xanh là thần hủy diệt, thì Joy Boy ở cấp độ thiên sứ. Nếu xanh là Blood, thì Joy Boy là God trong One Punch Man. Nói như vậy không phải là cố ý dìm hàng xanh rồi nâng bi Joy Boy, vì mỗi bộ manga hành động sẽ luôn có một nhân vật được thần thánh hóa, không ai có thể vươn tới, nhưng sự tồn tại của họ chỉ có tính chất tạo ấn tượng như người xem về một nhân vật thật VIP rồi mắc. Joy Boy thực tế đã chết, câu chuyện được viết tiếp bởi những nhân vật ở hiện tại. Video của mình không chỉ trích hay tâng bốc bất kỳ nhân vật nào. Chúng ta hãy tôn trọng ý tưởng của tác giả và tiếp tục thưởng thức nó. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Đảo Hải Tặc. Các bạn vừa xem xong video của kênh Đảo Hải Tặc. Nếu thấy hay xin hãy like và subscribe kênh để đón xem những video mới nhất tiếp theo nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.